Hai đứa nè. Dạ. Anh qua nhà chị Bảy để coi có gì phụ chuẩn bị trước nha. Lát nữa hai đứa nhớ qua vui với lại Duy với lại Quyền Anh nha. Dạ. Nhớ đó. Dạ. Vui vẻ gì đâu mà qua. Nhìn bầu bịch người ta hí hửng với nhau. Nè, tôi nghe đồn đó là không phải là hôm nay qua mở tiệc là để cho thằng Duy mừng nó là nó mới được cây kéo tài năng với lại đậu đại học tài chức đâu. Cái gì nữa? Mà là bàn về cái chuyện kết hôn giữa thằng Duy và con Quyền Anh. Dạ! Không biết. Bà không biết luôn hả? Không. Cả cái tiệm này đồn rần rần lên hết rồi. Vậy mà bà vô, bà kêu bà là hội trưởng hội nhiều chuyện của cái tiệm này, bà không biết mẹ gì hết. Yên, dậy Yên. Yên, dậy. Dậy Yên. Cái gì vậy? Yên ơi, Yên, dạ, em có sao không? Đẹp hả? Cái gì vậy em? Dạ. Trời đất ơi, dạ. Cái chuyện đâu còn có đó. Em làm gì mà em tự tử gì tình vậy? Đâu có. Nãy ai mở nhạc phê quá nằm ngủ rồi không hay. Ngủ cái gì mà vừa ngủ? Còn nãy gì đây? Ủa được ngủ rồi mà kêu ngủ cái gì? Đâu có. Cái hũ đẹp để em đựng kẹo xin cơm em ăn á. Ăn xong ngủ quên động ngay luôn. Trời đất ơi, mày hết hũ đựng kẹo, mày lấy cái hũ thuốc ngủ mày đựng kẹo mày. Ví dụ kẹo xương gum mày ghi cái xương gum đi. À, nhà không có giết lông. Con nhận mặt anh ác ác vậy mà anh tốt bụng quá à. Điên hả? Trời đất ơi à. Khùng hết đường người ta khùng luôn. Tâm lý thay đổi mệt luôn á. Cái gì đâu không? Em đang buồn lắm mà anh không biết hả? Anh còn ghẹo em nữa. Buồn cái gì? Bây giờ nè, thích thằng Duy, làm tất cả mọi cách rồi mà vẫn không được, đúng chưa? Thì thôi chấp nhận đi, số trời nó vậy rồi. Không, anh còn một cách. Gì? Anh coi đi. Yến, con nước con tát. Anh sẽ vì em tát hết cái nhà đó ra. Yeah. Đây. Chị. Người ân của gia đình mình nè, dạ. Cậu cô uống miếng trà đá đi. Chị. Nói nghe nè, thằng Duy á, nó có ngày hôm nay á là tất cả là do cậu hết trơn. Tôi nghĩ cái hồi đó đầu tiên nghe, tôi ngăn cản cho tới ngày tóc á, tôi bậy ghê luôn cậu Duy. Chị à. Ông bà mình nói á, nhất nghệ tinh, nhất thân binh à. Em nghĩ là mình có đam mê, yêu thích nghề thì chắc chắn sẽ thành công giống như Duy nè. Ê, sẵn này vui quá thôi. Coi ngày lành tháng tốt cho hai đứa làm đám hỏi đi. Rồi qua tôi nói với Khánh sao. Chứ hai đứa nó quen cũng lâu rồi ha. Được rồi, để em về em nói với chị hai em. Rồi chọn ngày lành tháng tốt lo cho hai đứa nó luôn. Ừ. Lớn hết rồi đó. Bây giờ con đã có giải cây kéo trẻ nè. Ừ. Rồi đó là sinh viên của đại học tài chức nữa. Ừ. Vậy là xứng đáng với Huyền Anh rồi. Xứng đáng, xứng đáng. Không có kích hôn kích ơn gì hết á. Vô duyên. Ta đang có chuyện vui hai đứa. Ngồi xuống đây chơi nè. Ngồi xuống. Ngồi chơi. Gì vậy anh Mạnh? Gì vui gì? Đây nè, hôm nay tôi bên bài báo một tin là vô duyên quá bạn. Cái gì mà căng thẳng vậy? Cái gì mà căng thẳng vậy? Gì vậy? Con Yến nó có bầu. Hả? Ê, chị này không nói giỡn được á nghe Mạnh. Nó có bầu thiệt mà. Trời ơi, hai cái này ghê thiệt. Bây giờ làm một cái tin động trời ở tiệm tóc luôn. Tin vui nghe, con Yến có bầu là vui rồi đó. Mừng anh Mạnh nha. Mạnh được làm cha à. Mạnh, anh thấy vậy nè. Thật ra đó, thì thôi, hai đứa cũng lớn rồi. Nếu mà thích nhau thì cái chuyện mà sống thử trước cũng được. Nhưng phải làm đám cưới đúng nha. Dạ. Chứ không đôi để bụng nó bự lên á. Bình tĩnh nè. Mình đi lệch hướng rồi nè. Đây là con gái nè. Đây là thân con sâu hồn con bướm nè. Không có tiến tới với nhau được nè. Chị em thì... Tôi không phải là chủ nhân cái bào thai này. Vậy là nhìn ai? Cái mặt là muốn bắn nó chết rồi. Vậy là ai? Ai? Ai là cha? Duy! Hả? Nè! Anh Mạnh, anh nói gì vậy? Anh Mạnh! Em không ngờ anh là người như vậy luôn á. Trời ơi, bình tĩnh đi, không phải. Có hiểu lầm rồi. Bây giờ bình tĩnh, nghe nói. Bình tĩnh nè. Đừng anh, ngồi yên đó. Bây giờ nè. Chị. Dạ. Nghe bác Bảy hỏi con nè. Dạ. Con nói con có bầu bao lâu rồi? Thôi đi. Dạ, con có 3 tháng rồi. 3 tháng rồi. Đúng. Giấy khám xét nghiệm nè. Trời đi. Trời ơi, giấy khám thai luôn hả? Giấy khám luôn rồi. Trời ơi, đúng trời ơi. Bình tĩnh đi. Bây giờ 3 tháng nay con không biết cái gì hết trơn á. Bình tĩnh mình biết lại coi. Nhưng mà nè. Nhưng mà sao 3 tháng mà? Tôi thấy sao
như bình thường thì có gì lạ đâu. Dạ cái này tại con xuyên tập yoga đó bác, con giữ dáng. Con giữ dáng á. Ủa mà sao cái đơn sao trên ngay chỗ cái tên á, không có tên mà là dán cái sticker hình con chim là con cái chim. Gì vậy? Đúng rồi. Dạ cái thì Yến là em á, em là Yến mà. Hình con chim là dạ, chim Yến là chim em á hả? Là em á. À, anh thôi đi. Thôi bình tĩnh giải thích cho con đi. Quang quang bình tĩnh bây giờ. Anh, nghĩ đó. Nè, ăn uống cái lúc này có cái gì khác không? Dạ con ăn uống bình thường, ăn bánh tráng trộn, ăn xoài lắc đồ đủ thứ, con ăn bình thường hết. Ăn xoài lắc ăn xoài là tại vì có bầu thèm chua đúng không? Bây giờ tôi hỏi là hai đứa này làm cái việc này lâu chưa? Dạ con nhớ là hồi 3 tháng trước nè. Hồi 3 tháng trước lúc ảnh đang cắt tóc cho con, cái xong ảnh bị đứt tay. Đó, đứt tay rồi rồi sao nữa, anh làm cái gì người ta hả? Thì sao nữa, để cho người ta nói. Trời ơi, thì lúc đó có đứt tay nhưng mà có không? Có. Đó thấy chưa? Rồi được rồi, hết em tay xong băng bó xong rồi. Trời nha. Không rồi, em bây giờ có bầu. Thôi bình tĩnh con, rồi sao nữa? Dạ, rồi sau đó máu của ảnh dính vô tay con, xong dòng máu đó truyền vô người con. Cái con có bầu luôn. Cái gì vậy? Ủa khoan, nó nghe là khoan từ từ nè, bình tĩnh nè, bình tĩnh xíu nè. Bình tĩnh xíu nè. Là em nói máu nó truyền vô. Dạ máu truyền vô. Rồi em có bầu. Là do bị đứt tay dính lên rồi truyền vô dạ, vậy hả? Dạ em có bầu rồi. Ồ, câu chuyện nó thụ thai nó giống như một cái câu chuyện mà ngụ ngôn vậy đó ha, giống như là con muỗi chích vô cái có bầu ha. Trời hay quá trời quá đất. À mọi người ơi, cái tiệm tóc không ai trong đó, thôi giờ em về nha, chúc mọi người đoàn kết với nhau. Dạ bye mọi người. Yeah. Trời ơi nè, cái chuyện vô lý vậy mà cô cũng được, cô nói được hả Yến? Dạ. Nếu mà cái máu mà nó truyền vô tay mà có bầu với tôi đẻ cho ông chồng tôi là cả đội banh rồi đó, trời đất ơi. Con không biết đâu tại Yến. Dạ. Cậu vừa cào cái tích ra nè. Dạ. Ở đây Quách Thị Phụng. Tên Quách Thị Phụng là ai vậy? Nè, cái tờ giấy này đâu con có? Sáng con ăn bánh mì á, không biết ai có lấy gói bánh mì con lấy ra. Ủa? Đồ điên. Đồ điên. Con, mọi người chửi rồi, con kể trễ nhịp rồi đó. Đồ điên. Ôi. 2, 3. Đồ điên. Đồ điên. Mạnh, Yến, anh không hiểu sao hai đứa cứ 5 lần 7 lượt lẻo đẻo theo sau phá chuyện của thằng Duy với Quyền Anh hoài là tại sao vậy? Dạ, tụi em xin lỗi quý tòa. Gì vậy? Giật mặt hả? Bây giờ hai đứa đi đi. Dạ thưa quý tòa ơi, quý tòa. Cái gì vậy? Dạ thưa anh Khôi đừng đuổi em nha, em quý mến chỗ này lắm anh Khôi. Tòa yêu cầu bị cáo về chỗ. Anh yêu cầu em về chỗ ngồi, đừng có nắm níu nữa. Diễn bi thảm đủ chưa? Hả? Nè, anh đã nói rồi, ở trong tiệm tóc Hoài Xuân này, tất cả mọi người như một gia đình. Anh thương yêu tất cả mọi người, nhưng mọi thứ, mọi chuyện nó phải có điểm dừng của nó. Mấy đứa hiểu chưa? Dạ. Em đó Yến, em là con gái mà đem chuyện bầu bì của bản thân ra giỡn được hả? Em có nghĩ tới danh tiếng của mình không? Em phải tập cách để tôn trọng cảm xúc của bản thân mình, hiểu chưa? Dạ, em biết rồi, em xin lỗi anh. Em biết là anh Duy thật lòng thật dạ với chị Quyền Anh rồi. Mốt em không có phá hai người đó nữa. Em hứa từ nay em sẽ tập trung vô công việc. Còn anh, chuyện gì mà em cứ đi theo phá Quyền Duy hoài vậy? Tại em... Em thích thằng Duy, đúng không? Sao anh biết? Cả tiệm này ai cũng biết hết á, đừng có lớn tiếng như vậy. Ủa, sao em không biết? Trong tiệm này em là đứa hời hợt nhất đó. Bây giờ mọi người biết giới tính thế của em rồi. Cho nên thôi, em xin phép anh, em xin phép mọi người. Anh cho anh nói chị Thanh Nữ luôn giùm em. Em lại tạ mọi người, em đi. Em biết lại đó. Bộ nói đi là đi được liền hả? Hả? Nè, người ta không thể chọn cha mẹ, cũng như không thể chọn giới tính của mình, nhưng người ta có thể chọn một cách sống. Quan trọng là mình sống làm sao cho tốt. Và bản thân em á, em phải sống tốt để không thua kém bất cứ một người đàn ông nào, hiểu chưa? Bây giờ nói đi đứng lên đi, rồi tiền bạc mỗi tháng gửi về cho gia đình tính sao đây? Thì em đi tìm việc khác. Bộ nói tìm việc bước ra là có việc làm liền vậy hả? Rồi giữa cái thời gian mà em đi tìm việc á, tiền bạc làm sao, sống làm sao? Anh nghe em nói điện thoại bao nhiêu lần, ở dưới quê luôn luôn cần tiền, em út của em thì bệnh hoạn nữa. Rồi tính sao? Thương giờ sao đây? Em lỡ nói chuyện vậy rồi. Má
ba thường xưa. Thằng Tiến tao đang bệnh ở quê. Má hắn mới vô nhập viện rồi không biết tính sao. Trời. Mình dưỡng em lo không xuể. Hoàn cảnh của anh Mạnh khó khăn vậy mà không có khi nào em nghe anh than hết á. Em nể anh lắm luôn á anh Mạnh. Nè, nó nói chuyện điện thoại cả tiệm đều biết hoàn cảnh nó vậy đó. Ủa, vậy sao em muốn biết ta? Anh đã nói rồi, trong tiệm này em là người hời hợt nhất. Thôi thôi, anh đừng chửi nữa. Em nghĩ về bây giờ thôi, em nghĩ không sao đâu. Bây giờ em ráng tìm cách khác làm. Còn mất trong thời gian đó có gì em đi làm gái cũng được. Được hả? À, không, không, em đi ráng khuân giác gì cũng được. Em dám tướng em khuân nổi không? Thôi được rồi, bây giờ hai đứa không đi đâu hết á. Nhưng anh nói đây là lần cuối cùng ở lại tiệm tập trung làm cho đàng hoàng, không có đi phá phách nữa đó. Dạ, em cảm ơn. Nói nghe nè, hai đứa thử một lần nói đều một câu cho anh nghe coi. Hai, ba. Dạ, em nhất trí. Thôi thôi, khỏi đều nữa. Chuyện ai nấy làm đâu. Em đi vô giặt khăn, thằng này đi vô rửa chén thuốc nhuộm, đi lấy rửa lượt, mẹ lên. Dạ, dạ. Ủa, anh Mạnh, vậy là đó giờ anh thích anh Duy á hả? Vậy mà đó giờ em tưởng anh thích em không? Anh cô lên. Anh cô.